thì cái đo điện trở của cái đồng hồ số này đồng hồ kim này thì nó có một cái cần chú ý đó chính là chúng ta phải chỉnh cái kim về vị trí không trước khi đo ừ, chào các bạn nhé thì đối với anh em kỹ thuật thì việc sử dụng những chiếc đồng hồ đo thì nó rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta đấu nối trong cái việc đo kiểm rồi test các cái thiết bị xem là nó hoạt động bình thường hay không và kiểm tra các cái tham số thì nó có rất nhiều những cái loại đồng hồ khác nhau đồng hồ đo dòng đồng hồ đo vận năng Đấy thì đây là một trong những cái đồng hồ cơ bản mà cũng nhiều người hay dùng đó chính là một cái đồng hồ số và một cái đồng hồ kim thì việc sử dụng đồng hồ thì nó có một số cái chú ý như thế nào đầu tiên ấy thì với các cái đồng hồ này thì sau khi mà sử dụng xong thì các bạn luôn luôn phải chuyển cái switch quay này về vị trí ọp à, con này cũng thế về vị trí ọp để nó không bị tốn pin bạn nhé không bị hết pin đặc biệt là những cái đồng hồ mà uh, số như này thì cái màn hình nó vẫn sáng và nó vẫn tốn pin đó là cái chú ý thứ nhất cái thứ hai là cái cách đo cái cách chúng ta uh, đo rồi sử dụng nó như nào thì chúng ta phải tùy vào cái mà chúng ta muốn đo để chúng ta chỉnh các cái cái thang ở trên cái thì nút xoay như này cái núm xoay như này thì để mà đo mà các cái động cơ còn sống hay chết hay là nói chung là đo điện trở đấy đo điện trở thì các bạn sẽ để nó có các cái nấc ở đây đó các cái núm ở đây thì cái đo điện trở của cái đồng hồ số này là đồng hồ kim này thì nó có một cái cần chú ý đó chính là chúng ta phải chỉnh cái kim về vị trí không trước khi đo để chúng ta đo các cái trị số cho nó chính xác tức là chúng ta muốn lấy cái trị số chính xác chúng ta phải đo này còn nếu đo thông mạch chúng ta đo kiểu áng chừng thì không cần nhưng mà đo lấy trị số là chúng ta phải phải chỉnh cái kim này bằng cách là chập hai que này nhá và vặn cái con SZ này ADG này Đó, để cái kim này chuyển về không rồi chúng ta bắt đầu đo nhá thì cái này chúng ta chỉ đo điện trở và chú ý là không có điện Đấy, chỉ đo ở trong trạng thái là không có điện Đấy, cái điện áp nó không có đó thế còn à, để mà đo các cái giá trị cao hơn ví dụ như là con điện trở đó nó có giá trị lớn hơn cho đến các cái mức là một ôm chẳng hạn hay là một trăm ôm hay là cao hơn nữa có cái đồng hồ nó đo đến mê chẳng hạn như con này con này nó đo hai mê đó tức là hai mê 2 triệu ấy. Đó, thì chúng ta sẽ vặn các cái nấc tương ứng với cái giá trị chúng ta muốn đo. Đấy, nếu mà không biết là cái con đấy nó đang bao nhiêu thì chúng ta phải vặn từ từ. Và cái thang đo thứ hai đó chính là cái thang o mà chúng ta cũng hay sử dụng để mà đo đó chính là đo điện áp nhé. Đây, đo điện áp AC này. Thì ở đây nó từ 10 đến 50 đến 250 nếu 1.000, 1.000 volt, đó thì điện áp chúng ta thường lo, thì đối với điện một pha chúng ta để lắc cả 250 v bởi vì chúng ta biết là điện một pha thì nó khoảng độ 220 v thôi, đến 240 thôi. Thế còn điện mà ba pha thì nó là 380, đấy chúng ta để lắc cả đo 1000 000 đó thì căn cứ vào cái mà chúng ta áng chừng muốn đo nhé, vì nếu biết rồi thì đo làm gì, nữa. nhưng mà à, chúng ta cũng phải áng chừng được là ví dụ con này là 220 nó để nước 250 nó đo đấy. thì à, cái thang vô ampe đây thang VA đây thì các bạn biết là nó từ 0 cho đến 250 Đó, các bạn thấy chưa Đó, thì đo Đấy còn đo đấy là điện xoay chiều điện lưới thế còn nếu như là đo cái điện pin hay là ác quy hay là các cái nguồn một chiều thì các bạn chuyển nó sang cái bên này đó DCV để đo điện áp một chiều đó thì nó cũng có cái cái giải đo như vậy chúng ta cũng áng chừng được và chúng ta đo thì nếu mà không áng chừng được thì các bạn cứ để cái cao nhất đo Đấy, ví dụ thang nó lên ít chẳng hạn chúng ta áng chừng được cái điện áp ở đây rồi thì chúng ta chuyển cái thang thấp hơn để đo thì nó chính xác hơn và cứ chuyển dần như vậy nó càng gần thì đo nó càng chính xác là cái thứ tư rồi đó chính là cái DCA tức là cái dòng đối với cái dòng thì những cái đồng hồ số như này thì thường nó chỉ đo những cái dòng rất là nhỏ dòng DCA này là dòng rất nhỏ thôi như con này thì nó chỉ đo là 0,25A tức là 1 phần tư A đấy Đấy, thì thường để các đo các cái dòng điều khiển thôi, nó không đo được cái cái dòng cao, đấy thì đấy là cái đồng hồ số nhìn nó sử dụng như vậy thế thì khi mà đo như vậy thì cái chỉ số ở trên kia nó ta đọc thế nào thì ở trên đây là các bạn thấy là nó có các cái thang các cái vạch đo tương ứng với các cái vạch nó có các con số và nó sẽ ghi ví dụ con này là vôn DC và AC luôn đó. Thì nó sẽ chạy ở trên này Cái cái hàng đen này đó. cái đỏ này Thì nó để là cái AC Cũng có 10V, tức là rất nhỏ Cái trị số đó À, các cái trị số này Và trị số đo tụ này Rồi Trị uh, số đo về điện trở Thì nó lại ở cái thang trên này Thang trên cùng Đó, nhìn này ôm này nó đo thang trên cùng thì chúng ta đọc ngược lại ví dụ lên số bao nhiêu đọc bấy nhiêu đó và nó tương ứng với cả cái cái điện trở ấy, thì nó tương ứng với cả cái dưới này ví dụ các bạn nhân một thì đọc cái số ở đây và nhân với một vì cái điện trở này nó không giống như là cái thang đo ở dưới này nhá mà chúng ta đọc giá trị đây nó nhân với một thế còn nếu như chúng ta để nhân 10 thì nó đọc giá trị đây nhân với 10 đó. và nếu chúng ta để 1k nhân với 1k thì đây là giá trị này là nó nhân thêm với 1k nữa đó thì để nó tăng được các cái giá trị đo lên đấy thì các bạn biết là con này cái giải đo điện trở nó không đều nhau đấy. cái thanh nó không đều nhau nhé 20 30 10, 10 đấy nó lại lệch nhau Thế nên là đo thì phải nhân với cái giá trị ở dưới này lấy cái giá trị còn lại ví dụ cái điện áp 1000V ở dưới này cái thang của nó đây nó chỉ ghi là 250 đúng không ạ thì mỗi một cái số này ví dụ như chúng ta đo 1000 thì cái chuẩn số nó từ 0 cho đến 10 thì cứ mỗi một giá trị này là 100V đó thế còn cái thang mà 50 thì đây nó có thang sẵn đây rồi đúng không, ạ? không. thang 250 cũng thế nó chỉ có một cái thang 1000 thôi là chúng ta phải tính bằng cái thang số 10 này đó. thì đấy là đối với cái đồng hồ kim. Đấy chuyển sang cái đồng hồ số thì dễ rồi. Đồng hồ số thì các bạn biết là là uh, nó cũng dùng rất nhiều và cũng rất là tiện ích. Bởi vì nó thứ nhất là tôi thấy nó hay vì uh, như các bạn biết là muốn đo thông mạch, đấy, đấy. thì thợ điện tử hay dùng đấy. đo kiểm tra thông mạch thì người ta phải sử dụng đồng hồ có tiếng kêu đo đỡ phải nhìn đấy, đấy chúng ta đo đỡ phải nhìn đó, thì con này nó có cả đèn. Các cái thang đo thì nó cũng là tương tự như là cái đồng hồ kim. thì ở như con này thì nó chỉ có 600V và 200V, đó, không lên từ đấy 1000V đấy là điện áp xoay chiều này. thì điện áp xoay chiều thường nó có cái mũi tên chống xét À, mũi tên sẽ đánh như kiểu sạc đây à, điện áp xoay chiều đó tức là điện áp cao nguy hiểm bên này cũng thế và nó có cái ký hiệu điện áp xoay chiều đây điện áp một chiều nó ký hiệu như bên đây đó bên đây là điện áp một chiều thì nó cũng từ điện áp một chiều thì nó từ mini ampere cho đến cũng 600 a à, volt cho đến 600 V. Thì đó là hai cái đo điện áp và cái đo điện trở. Đo điện trở thì các bạn biết đấy là nó cũng có các cái giá trị đo ở trên như này. có 200k này, rồi 2k, 20k, 200k, 2M và 200 ohm Thì nó căn cứ nó tùy vào cái giá trị mà các bạn muốn đo điện trở đó thì mà chỉnh cái này nó theo cái thang thì nằm ngoài cái thang là chúng ta không đo được nhé dụ lớn thì đo là cho nhỏ nhưng nhỏ ví dụ như điện trở nó 200k mà nó để 200 ohm thì đo chắc chắn nó không lên rồi nhưng mà ở điện trở 200 ohm thì đo 2 mê nó vẫn lên nhưng mà cái thông số nó không chính xác Đấy, thì phải đo ở cái giải gần nhất để nó chính xác Đấy, muốn lấy thông số chính xác và cái thứ hai nữa là một cái nút mà để đo cái thông mạch nó có cái loa này cái nút đỏ cái loa hoặc các cái hình diode ấy, để nó đo thông mạch Đó. Nên nó rất là tiện ích cho các cái thợ điện tử và nói chung là cái lớp đấy là nó lớp mà nó tiện ích vì nó có loa và cái thứ hai là cái dòng dòng một chiều này dòng một chiều thì thì kia con này nó có thể là đo, đo lên đến 10A này đây nhưng mà 10A thì các bạn phải đổi cái chân cắm từ bên này sang bên này nhưng mà ở đây thì mình tháo ra rồi đấy mình tháo ra tháo cái chân à, à, rút bỏ cái rắc cắm thì mình đấu xong rồi cho nên là không không đổi được nhưng mà nếu như mà nó dùng sử dụng cái chân cắm thì nó sẽ đổi sang bên đây nó đo đến 10A Còn nếu đo các lớp thấp thì chúng ta đo bên đây Đấy, con này nó có thêm cả cái đo gọi là uh, đèn ba chân NBN, PLP Đấy Thì nó có cả hai loại Tức là chân ngược, chân xuôi Chân E ở bên này và chân E ở bên này ECB và CBE Thì nó có cả hai cái loại Thì đấy là những cái mà đo cái HFE này nó rất ít đồng hồ có các bạn Đấy còn cái tham số thì như con này thì đấy đo là là tham số nó nhảy ở trên thôi, đọc tham số bao nhiêu thì đọc ở trên thôi. Đây là tham số nó sẽ hiển thị ở trên này. Đó thì đấy là hai cái loại đồng hồ cơ bản mà các cái thợ kỹ thuật hay dùng. Đấy, cách dùng cũng như là cái cách sử dụng đấy nó là như vậy. Thì đo cách đo rồi cách đọc tham số của các loại đồng hồ thì nó đơn giản như vậy. Đấy. Yeah. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.